Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 6, tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ 10 tuổi và 14 tuổi tử vong. Trước đó, hai cậu bé cùng nhóm bạn rủ nhau đi bơi ở hồ Đá Trắng, là hồ tự nhiên, mực nước sâu, cách xa khu dân cư. Đây là một trong hàng chục vụ đuối nước liên tiếp xảy ra trong 3 tháng qua trên cả nước. Hậu quả vô cùng đau lòng. Nạn nhân hầu hết là trẻ em. Ngoài khu vực ao hồ, sông suối, tai nạn còn xảy ra ở cả bể bơi. Nguyên nhân từ sự chủ quan, lơ là của người lớn, trong khi còn nhiều trẻ chưa biết bơi cũng như thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước. Tại Phú Yên trong tuần qua đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 thiếu niên thiệt mạng, trong đó 3 trường hợp đi tắm ở khu vực sông Ba, còn cậu bé 11 tuổi đi tắm ở kênh Chính Bắc cũng tại huyện Phú Hòa. Tại Lâm Đồng, do bơi ở hồ chứa nước tưới tiêu trong vườn đã khiến 6 trẻ tử vong. Đáng lo ngại, nhiều thiếu niên dù không biết bơi nhưng lại trốn gia đình rủ nhau đi tắm biển, mà lại thường đi cả nhóm đông. Như tại Hà Tĩnh vào tháng trước, 6 cậu bé không biết bơi rủ nhau đi tắm tại bãi biển xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, cách nhà hơn 10 km. Và rồi trong 4 cháu bị sóng cuốn ra xa, mọi người cứu được 3, còn cháu bé nhất bị cuốn trôi không cứu được. Người cha này vẫn chưa hết bàng hoàng. Gần 3 tháng trước, con trai anh cùng bạn học tử vong tại đập Khe Sai. Dù trước đó gia đình đã căn dặn ngăn cấm việc tắm ao hồ. Vụ tai nạn tương tự xảy ra tại Sơn La cách đây vài ngày, với nhóm trẻ rủ nhau bơi tại đập trữ nước xã Trường Dong, huyện Mai Sơn. Hậu quả, hai anh em ruột bị đuối nước không cứu được. Không chỉ khu vực ao hồ sông suối, tai nạn còn xảy ra cả ở bể bơi. Như sự việc xảy ra tại bể bơi của căn biệt thự ở Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Hậu quả, hai chị em 7 tuổi và 4 tuổi đều không qua khỏi.